nóng quá. Cha ơi, ông ơi, cái chết trên sa mạc là vô tận, nhưng mà họ thực sự không biết trong sa mạc này còn có một khoảng cù lao xanh tràn đầy sức sống. Bồ Tát đã chuyển sinh thành một con voi to lớn sinh sống ở nơi đó. Cù lao xanh, là cù lao xanh, mọi người hãy mau qua đây xem. Mẹ ơi, mẹ xem kìa, có một ông voi to quá. Các người là ai, từ đâu đến đây? Xin đừng nhắc nữa. Quốc vương của chúng tôi đã nổi giận, đem chúng tôi lưu đày đến nơi này, để chúng tôi tự sanh tự diệt. Chúng tôi đã đi trong sa mạc rộng vô biên này rất nhiều ngày rồi, nước và lương thực cũng không còn. Ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ chết trong hoang mạc này. Voi to lớn sanh tâm thương xót, vô cùng đồng cảm với những người đáng thương này. Mọi người hãy nghỉ ngơi trước đi. Muốn đi ra khỏi sa mạc này còn phải mất rất nhiều ngày nữa. Các người nên dự trữ thêm nhiều nước và thức ăn. Ông không biết sao, chúng tôi đã không còn hành lý, làm sao có thể mang theo được? Chúng tôi nghĩ rằng sắp chết, nên mấy hôm trước thùng đựng hành lý nước và thức ăn chúng tôi đã dứt hết rồi. Nhưng từ đây ra khỏi sa mạc còn phải mất nhiều ngày nữa. Nếu trong trường hợp không có nước, không có thức ăn, vậy các người có thể ra khỏi sa mạc này không? Còn có con nhỏ, chẳng lẽ bảo trẻ con cũng phải chết cùng chúng ta hay sao? Thay vì ở trong sa mạc chết khát chết nóng, tôi thà ở lại cù lao xanh này vậy. Đúng đó, chúng ta sẽ ở lại nơi này. Mấy ngày qua, vừa nóng, vừa khát, vừa mệt, tôi không thể chịu đựng được thêm một phút nào nữa rồi. Thật đáng tiếc, cù lao xanh này đơn giản không có nhiều thức ăn như vậy để cúng dường cho các người. Nếu các người ở lại đây, vậy thì không bao lâu nữa, các người cũng sẽ bị đói mà chết thôi. Ông trời ơi, xin hãy cho chúng con một con đường sống đi. Voi lớn nhìn thấy cảnh này, cảm thấy những người này họ thật sự quá đáng thương. Nó phải cứu bọn họ. Mọi người đừng vội đánh mất lòng tin. Ta có cách để các người thuận lợi ra khỏi sa mạc này. Có thật như vậy không? Ông voi à, ông có cách gì xin nói cho chúng tôi biết đi. Nếu các người đồng ý đi theo con đường này, sẽ có thể nhìn thấy một cái hồ. Bên hồ có một ngọn núi nhỏ. Các người có thể uống nước bên bờ hồ, nghỉ ngơi ở đó. Sau đó tiếp tục đi đến chân núi. Ở đó có một con voi vừa mới chết. Các người có thể dùng thịt của nó ăn cho đỡ đói, dùng ruột của nó để đựng nước. Có nước và thức ăn rồi, thì các người có thể ra khỏi sa mạc này. Con ơi, chúng ta được cứu rồi. Voi lớn từ từ rời xa những người này. Họ nhanh chóng đi đến dốc núi, lên đến đỉnh của dốc núi, nhìn xuống chân núi. Nó quyết định hy sinh bản thân mình. Lúc này, số người đó mới vừa uống nước xong. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ lại tiếp tục đi đến đó. Mọi người nhìn kìa, quả nhiên ở đây có một con voi mới vừa chết. Những người này sau khi ăn no, họ dùng ruột của con voi làm túi đựng thức ăn và đổ đầy nước và thức ăn dự trữ chuẩn bị rời khỏi sa mạc. Mọi người mau đến đây nhìn nè. Chúng ta đã ăn con voi này. Có phải con voi này nó vừa mới cứu chúng ta hay không? Nếu thực sự là nó, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm ăn thịt nó? Chúng ta không thể ăn thịt của nó được. Đúng đó, nó là ân nhân của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể ăn thịt nó được chứ? Đúng đó, chúng ta làm như vậy là không đúng rồi. Họ cảm thấy rất có lỗi đối với hành vi lỗ mãng, thiếu suy xét của chính mình. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, mọi người chúng ta đều rất buồn, nhưng buồn cũng không ích gì.
Dồi thật là tốt bụng, dùng sinh mạng của mình để bảo vệ chúng tôi. Chúng ta nên làm theo mong muốn của nó, phải ra khỏi sa mạc chết chóc này mới là cách báo đáp tốt nhất đối với nó. Còn nữa, chúng ta nên chôn cất nó cho tử tế, coi như báo đáp ân tình của nó đối với chúng ta vậy. Thế là những người này đem hài cốt của con dòi chôn dưới chân núi này. Đồng thời, câu chuyện gặp dòi xả thân cứu mạng được lưu truyền cho hậu thế của mình. Tất cả mọi người đều nhẫn chịu sự đau khổ, quỳ trước ngôi mộ của con dòi, dập đầu lạy rất lâu thì họ mới ra đi. Những người này đã trải qua nhiều ngày gian nan khó khăn, cuối cùng họ đã ra khỏi sa mạc.